Tin chọn lọc ngày 9 tháng 7 Nga phóng hơn 40 hỏa tiễn vào nhiều thành phố của Ukraine, kỹ ít bị tập kích ồ ạt. Luật sư David Matas nói, dự luật bảo vệ pháp luân công của Mỹ phá vỡ khu vực cấm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan ngôn luận quân sự Trung Quốc nói, hai cựu bộ trưởng quốc phòng muốn lập chính quyền riêng. Trung Quốc đuổi khéo chiến hạm mắc cạn của Philippines ở Biển Đông. NATO kỷ niệm 75 năm thành lập giữa những lo ngại về khả năng trở lại của ông Trump, Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin chọn lọc ngày 9 tháng 7 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền. Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu là những tin tức cập nhật đáng chú ý về cuộc chiến Nga-Ukraine. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, Ukraine nói rằng Nga đã phóng hơn 40 hỏa tiễn vào nhiều thành phố, trong đó thủ đô Kyiv hứng chịu một trong những cuộc tập kích tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng Nga lại tiếp tục tập kích quy mô lớn bằng hỏa tiễn nhằm vào Ukraine. Hơn 40 quả đạn các loại đã tấn công thủ đô Kyiv cùng với các thành phố Dnipro, Kariviri, Slavyansk và Karamato. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và một bệnh viện đã bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra ban ngày thay vì ban đêm hoặc dạng sáng như các đợt tập kích quy mô lớn trước đó. Thị trưởng Kyiv Vitaly Kalitschko nói rằng các mảnh vỡ hỏa tiễn bị phòng không bắn hạ đã rơi xuống hai quận trung tâm thủ đô, ít nhất 7 người đã chết. Ông cho hay đây là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất trong hai năm qua. Ông Alexander Vinkun, thị trưởng thành phố Kariviri ở miền trung Ukraine thì nói rằng ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương trong cuộc tập kích lúc rạng sáng. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn chưa bình luận về những thông tin này. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời nhân chứng tại Kyiv nói rằng ít nhất một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực sân bay quốc tế Yulianyi, nơi triển khai trận địa hỏa tiễn phòng không Patriot bảo vệ thủ đô Kyiv. Chuyển sang một diễn biến trên mặt trận ngoại giao, sau khi Hungary tiếp nhận nhiệm kỳ chủ tịch EU vào đầu tháng này, Thủ tướng Viktor Orbán đã có một loạt chuyến công du bất ngờ để thực hiện điều mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi dừng chân tại Ukraine, Liên bang Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ là điểm đến tiếp theo của Thủ tướng Hungary. Ngày 8 tháng 7, ông Orbán cho biết rằng ông sẽ đến Washington sau khi thảo luận về kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất liên quan đến Ukraine tại Bắc Kinh. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Thủ tướng Orbán và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Ông Tập đã nói với ông Orbán rằng cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện để nối lại đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa hai bên và cung cấp hỗ trợ. Việc tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua lệnh ngừng bắn sớm là vì lợi ích của tất cả các bên. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng Trung Quốc là một bên chủ chốt trong việc tạo điều kiện cho hòa bình trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Chuyến đi gần đây nhất của ông tới Trung Quốc diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến sẽ giải quyết vấn đề viện trợ thêm cho Ukraine và sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận vào tuần trước rằng họ sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi một số nhà lãnh đạo EU nói rằng, chức chủ tịch EU mà Hungary đang đảm nhận không có nghĩa là ông Orbán đại diện cho khối 27 quốc gia lớn mạnh. Ông Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Orbán rằng Trung Quốc hy vọng Hungary sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc EU. Tại Đức, Phó Thủ tướng Robert Habeck ngày 8 tháng 7 đã nhấn mạnh rằng ông Orbán không đại diện cho châu Âu và chính sách của Hungary thường không đại diện cho cốt lõi của tư duy EU. Thủ tướng Orbán đã từ chối gửi vũ khí cho Kyiv và duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Moscow kể từ khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022. Ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước. Chuyển đến phần tin tức khác. Luật sư Canada nói dự luật bảo vệ pháp luân công của Mỹ phá vỡ khu vực cấm của Đảng Cộng sản Trung Quốc thưa quý vị đây chính là đánh giá của ông david matas luật sư nhân quyền nổi tiếng người canada đưa ra trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo đại kỷ nguyên ông matas nói chúng ta thường nghe thấy những lo ngại về tây tạng hồng kông đài loan và người duy ngô nhĩ nhưng không một lời nào nói về pháp luân công tuy nhiên cuộc đàn áp pháp luân công lại vượt qua tất cả các nhóm nạn nhân khác về số lượng sự tàn bạo và tầm quan trọng đối với đảng cộng sản trung quốc Nhận định về dự luật bảo vệ pháp luân công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 25 tháng 6, luật sư David Matas đã chỉ ra rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng cuộc đàn áp pháp luân công đã dẫn đến sự im lặng tương đối trước cuộc đàn áp này. Dự luật có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng này. Nội dung của dự luật yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng sống, đồng thời yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia và hỗ trợ cuộc đàn áp. Luật sư David Matas đánh giá dự luật này, dù vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống ký ban hành, nhưng nó đã phá vỡ sự im lặng 25 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đã hối lộ thế giới, khiến cả thế giới im lặng trước sự tàn bạo của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Matas nói, tuyên bố này là cần thiết, vạch trần cuộc đàn áp pháp luân công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều cần phải làm. Ban đầu, pháp luân công bị đàn áp vì quá phổ biến. Pháp Luân Công là một môn công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng với các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, có tác dụng tốt trong việc cải biến cả thân lẫn tâm. Trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 cho đến 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì ghen tị và hoang tưởng, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ra lệnh nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Kể từ đó, những học viên nào nếu không ký cam kết chấm dứt tu luyện, họ sẽ bị tra tấn, như đánh đập, sốc điện, đốt, làm bỏng bằng nước sôi, bàn là, đóng băng, nhà tù nước, rắn độc cắn, xâm hại tình dục, hạ độc và nhiều hình thức bức hại tàn khốc khác. Tuy nhiên, dù đối diện với cuộc bức hại không còn nhân tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng triệu, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn kiên định đức tin cho đến tận ngày nay. Tiếp tục liên quan đến nội tình Trung Quốc cơ quan ngôn luận quân sự của chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một bài báo cùng thời điểm với thông báo chính thức về việc xử phạt hai tướng quân đội Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa, trong đó ám chỉ tội thành lập một chính quyền trung ương riêng biệt. Theo báo Sarap đây được cho là phản ánh một câu chuyện nội bộ khác đằng sau vụ án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Quân chính bình là tài khoản chính thức của Ban Bình luận Chính trị Quân đội Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương. Vài ngày sau khi có thông báo chính thức rằng hai cựu bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa sẽ bị khai trừ khỏi Đảng và bị đưa ra công lý, cơ quan ngôn luận Quân Chính Bình đã đăng tải một bài báo dài vào ngày 1 tháng 7 nói rằng, tiêu chí đầu tiên để đánh giá đảng viên là lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một ví dụ về sự bất trung được đề cập là Trương Quốc Đào, một cựu lãnh đạo quân sự Trung Quốc. Ban bình luận Quân Chính Bình cho hay Trương Quốc Đào đã chia rẽ Hồng quân đến mức không thể chia cắt thêm nữa, đồng thời lợi dụng quyền lực của mình để khiến các quan chức khôn ngoan và yếu tim cũng thành lập một Trung Quốc riêng. Theo tờ Vision Times, quân chính bình với tư cách là cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc đã sử dụng phương pháp nói bóng gió theo thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chỉ trích Trương, mục tiêu thực sự là để gian đe ông Ngụy Phượng Hòa, Lý Thượng Phúc và thậm chí là cả Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hiệu Hiệp. Ngoài Trương Quốc Đào, cơ quan ngôn luận Quân Chính Bình cũng cho rằng lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải không có những kẻ đầu cơ và những kẻ phản bội. Tờ Vision Time cho rằng những kẻ đầu cơ và phản bội được đề cập đến vào thời điểm này cũng ám chỉ ông Ngụy Phượng Hòa, Lý Thượng Phúc và cả các thế lực đứng sau họ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Vision Time, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Hà Lương Mậu đã nói rằng dường như có hai lý do khiến nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc bị cách chức. Thứ nhất là họ có quan điểm trái ngược với ông Tập Cận Bình về vấn đề xâm lược vũ trang Đài Loan. Nguyên nhân thứ hai, có thể là một số quan chức cấp cao có âm mưu nổi dậy chống đối nên ông Tập đã thanh trừng các lãnh đạo quân sự để gian đe. Theo chuyên gia truyền thông kỳ cựu Hà Lương Mậu, chính quyền đã xử lý họ với tội danh tham nhũng nhằm hạ thấp sự phản đối của họ đối với ông Tập và tránh việc người dân nghĩ rằng có người muốn nổi dậy chống ông Tập. Tuy nhiên một số người cho rằng ông Lý Thượng Phúc và ông Nguyễn Phượng Hòa sẽ bị kết án rất nghiêm khắc và khó có khả năng ông Lý sẽ làm chứng chống lại ông Trương Hữu Hiệp. Nhà báo Cao Tân đã đăng tải một bài viết trên tờ AFA nói rằng vụ án của ông Lý Thượng Phúc và ông Ngụy Phượng Hòa có thể có liên quan với nhau. Theo nhà báo Cao, ngoại giới tin rằng ông Lý Thượng Phúc đã hối lộ cấp trên Trương Hữu Hiệp, người đã ủng hộ ông Lý, nên chắc chắn ông Trương cũng không trong sạch và ông Tập Cận Bình cũng hiểu điều này. Nhà báo Cao cho hay, kể từ khi ông Lý Thượng Phúc rơi vào tay Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội vì nhận hối lộ, Trương Thăng Dân, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương phải lập tức báo cáo với ông Trương Hiệu Hiệp, người phụ trách công tác chính trị và xin chỉ thị bước tiếp theo. Tướng Trương Hiệu Hiệp không còn cách nào khác ngoài việc thì tốt giữ xe. Về cách xử lý tiếp theo của Trung Nam Hải đối với ông Nguyễn Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc, nhà báo cao nhận định cả hai người rất có thể sẽ bị kết án tù trung thân. Chuyển đến vấn đề Biển Đông Ngày 8 tháng 7, Trung Quốc cho biết việc chiến hạm Philippines mắc cạn bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái dạng san hô trong khu vực. Trong bối cảnh cả hai nước đang tranh chấp lãnh thổ tại các đảo san hô trên tuyến đường thủy rộng lớn này. Trong một báo cáo toàn diện, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các chiến hạm của Philippines đã lạc vào bãi cạn cỏ mây gần quần đảo Trường Sa trong một thời gian dài và điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự đa dạng, tính ổn định và tính bền vững của hệ sinh thái rạn san hô. Hiện vẫn chưa có bình luận từ người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và hải quân nước này về tuyên bố hoặc báo cáo của phía Bắc Kinh các quốc gia đã tranh luận rất nhiều về quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là Nam Sa, nơi có bãi cạn cỏ mây và bãi cạn Sabina. Những hòn đảo nhỏ này nằm trong tuyến đường thủy rộng lớn, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa thương mại bằng tàu biển với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi một năm. Có nhiều binh lính Philippines đang sinh sống trên một chiến hạm cũ kỹ dì xét tại bãi cỏ mây. Manila được cho là đã cố tình cho mắc cạn chiến hạm này tại đây vào năm 1999 để củng cố các yêu sách hàng hải của mình. Báo cáo của phía Bắc Kinh đề xuất Philippines nên di rời các chiến hạm mắc cạn bất hợp pháp để loại bỏ nguồn ô nhiễm và tránh tiếp tục gây ra tác hại lâu dài và tích lũy cho hệ sinh thái rạn san hô. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố hầu hết Biển Đông là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, trong đó nói rằng các yêu sách hàng hải mở rộng của họ không có cơ sở pháp lý. Cả Trung Quốc và Philippines đều báo cáo về thiệt hại đối với dạng san hô do tàu thuyền và tàu đánh cá hoạt động tại một số đảo san hô. Báo cáo của Bắc Kinh cho biết, từ năm 2011 đến năm 2024, phạm vi bao phủ của dạng san hô tại bãi cạn cỏ mây đã giảm khoảng 38,2%. Năm ngoái, Philippines cho biết họ đang xem xét các lựa chọn pháp lý chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc với cáo buộc chính quyền này phá hủy các dạng san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đông. Chuyển đến một vấn đề khác. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên NATO sẽ đến Washington vào hôm nay với mục đích tăng cường sự ủng hộ cho Ukraine, nhưng họ có thể phải xem xét tới một thách thức khác, đó là làm thế nào để ứng phó với sự trở lại có thể xảy ra của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6 với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, ông Trump đã tăng điểm trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 các lãnh đạo NATO cũng phải đối mặt với sự bất ổn chính trị ở châu Âu, với tình trạng tê liệt sắp xảy ra ở Pháp sau khi các đảng cánh tả và cực hữu đạt được thành công. Và liên minh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị suy yếu sau kết quả kém ấn tượng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được khai mạc vào ngày 9 tháng 7 nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh thời chiến tranh lạnh, đã tìm thấy mục đích mới trong việc phản đối cuộc chiến tranh tại Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Daniel Fried, Cựu quan chức ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách châu Âu, cho biết rằng Tòa Bạch Ốc cho rằng hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ cho thấy điểm mạnh to lớn của ông Biden, nhưng cuộc tranh luận đã đẩy lùi mọi thứ, chính trị sẽ làm lu mờ điều này. Trong khi phần lớn sự chú ý sẽ tập trung vào ông Biden, khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào việc viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine và đưa ra một số con đường hướng tới tư cách thành viên NATO cho Kyiv. Viễn cảnh về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump khiến nhiều quốc gia thành viên NATO lo ngại, vì ông thường xuyên chỉ trích liên minh quân sự này khi còn tại nhiệm và cả sau khi rời nhiệm sở. Ông Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ không bảo vệ các thành viên NATO không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh là 2% GDP nếu họ bị tấn công quân sự, và cũng đặt câu hỏi về số tiền viện trợ dành cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra chỉ vài ngày trước Đại hội Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ có thể đề cử ông Trump làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Các quan chức NATO có kế hoạch nhấn mạnh với các cử tri Hoa Kỳ rằng các thành viên của khối này đang tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ông John Fleck, giám đốc cấp cao của Trung tâm Châu Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết người châu Âu sẽ phải tỏ ra can đảm và ăn mừng NATO, ăn mừng vì họ đã có được 23 trong số 32 thành viên đạt hoặc vượt mục tiêu chi tiêu 2% trong năm nay. Bất chấp những lo ngại, một số nhà ngoại giao chỉ ra rằng nhiệm kỳ 4 năm có thể xảy ra của ông Trump từ 2017 đến 2021 không phải là dấu chấm hết cho NATO. Một nhà ngoại giao cấp cao của NATO tại Bruxelles đã cho biết, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra cách làm việc với ông Trump thời 2.0 như chúng ta đã làm với ông trong thời 1.0. Cách tiếp cận này khác với cách làm việc với ông Biden, điều đó là hiển nhiên, nhưng không có gì là không thể thực hiện được. Đó là lý do tại sao cần có ngoại giao thưa quý vị mục tin chọn lọc của dkn xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt